5 sai lầm khi chế biến và ăn thịt gà nhiều người mắc phải, không sửa ngay, có ngày phải trả giá đắt. Bà con thân mến, thịt gà là một món ăn rất phổ biến đối với người dân Việt Nam. Theo các nhà dinh dưỡng học, ngoài những chất như là albumin, chất béo thì thịt gà còn chứa các vitamin A, B1, B2, C, E, axit, canxi, phốt pho và sắt. Đây là thực phẩm chất lượng cao, cơ thể con người dễ hấp thu và tiêu hóa. Theo đông y thì thịt gà có tính ôn ngọt, không độc, bổ dưỡng và lành mạnh với phổi. Loại thịt này còn chữa băng huyết, xích bạch đới, lị, ung nhọt, là loại thực phẩm bổ âm, tỳ vị, bổ khí, huyết và thận. Đặc biệt thì thịt gà có tác dụng bồi bổ cho những người bị bệnh lâu ngày, dạ dày bị phong hàn, suy yếu không hấp thu được thức ăn. Ngoài bổ khí huyết thì thịt gà còn giúp trừ phong. Hàm lượng protein và phức hợp của amino acid có trong thịt gà có ảnh hưởng tích cực đến não bộ, làm phấn chấn tinh thần, giảm sự lo lắng stress cũng như có tác dụng cải thiện huyết áp và nhịp tim. Việc chế biến thịt gà cho bữa ăn hàng ngày tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng nếu vô tình mắc phải những sai lầm thì không những khiến món ăn bị mất dinh dưỡng mà còn gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe, thậm chí là gây nên bệnh ung thư. Dưới đây là những cách ăn thịt gà sai lầm gây hại cho sức khỏe mà đa số ai cũng mắc phải. Sai lầm tai hại đầu tiên đó là ăn phần da gà và cổ gà. Chắc hẳn là nghe đến đây thì nhiều bà con sẽ lắc đầu mà nói: tôi vẫn ăn từ bao lâu nay mà có làm sao đâu phải không ạ? Mặc dù là một số người nghiện da gà bởi vì chúng không chỉ thơm ngon, còn béo ngậy và hấp dẫn, nhưng thực chất thì da gà không hề có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Da gà chứa nhiều chất béo, lượng cholesterol cao. Hơn nữa thì đây còn là nơi tập trung rất nhiều vi khuẩn, đặc biệt là da ở khu vực phần cổ, bởi một số tuyến bạch huyết giải độc đều tập trung ở những lớp mỡ dưới da cổ gà, chứa nhiều độc tố gây bệnh và chất tăng trọng trong quá trình chăn nuôi còn sót lại. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng da cũng là mặt tiếp xúc với vi khuẩn, virus và chứa một số loại độc tố hòa tan. Đây chính là nguyên nhân khiến người có cơ địa mẫn cảm dị ứng như là hen suyễn, phong thấp, bị mẩn ngứa, nổi ban, khó thở sau khi ăn da gà. Đặc biệt là khi bà con chế biến thịt gà thành các món ăn như là quay rán thì hàm lượng cholesterol trong da gà sẽ bị oxy hóa, sinh ra các hợp chất nguy hại đối với sức khỏe. Thậm chí nếu chế biến ở nhiệt độ quá cao còn có thể tạo ra các chất gây ung thư, làm tăng tỷ lệ tử vong gấp nhiều lần. Tốt nhất bà con chỉ nên ăn da gà khoảng 2 lần một tuần. Còn đối với người bị thủy đậu thì cần tránh xa món ăn này vì chúng có thể gây ngứa rát, khó chịu, thậm chí là còn để lại sẹo gây mất thẩm mỹ sau này. Sai lầm thứ hai khi ăn thịt gà là ăn phần phao câu của gà. Người xưa có câu nhất phao câu, nhì đầu cánh, ý chỉ phao câu là bộ phận ngon nhất của con gà. Chẳng phải thế mà phao câu từ xưa đến nay thường được lưu truyền trong dân gian với tác dụng trị bệnh đau đầu, phục hồi sức khỏe cho người bệnh. Đây còn là vị trí mọc lông đuôi của gà, thịt rất mềm, ngậy và béo nên là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người. Tuy nhiên trên thực tế thì phao câu lại là nơi tập trung của các virus và được coi là ổ dịch bệnh trên con gà. Phao câu gà có tuyến dịch bạch huyết, đại thực bào trong tuyến dịch bạch huyết có thể ăn các loại vi khuẩn và độc tố gây bệnh, thậm chí các chất gây ung thư, nhưng lại không thể phân giải được chúng. Do vậy, các chất độc đều đọng lại ở phần phao câu, lâu dần thì nó trở thành căn phòng chứa các loại virus, vi khuẩn, làm mầm mống gây bệnh. Vì vậy, bà con không nên ăn phao câu gà. Sai lầm thứ ba là ăn nội tạng gà. Nội tạng gà, nhất là mề gà, thường được giữ lại để chế biến thành những món ngon như là mề gà xào hoặc là nấu chung với miến. Đây là món ăn yêu thích của rất nhiều người. Tuy nhiên thì nội tạng gà, đặc biệt là mề gà, lại là những nơi chứa rất nhiều chất độc hại còn đọng lại của thức ăn nhiễm độc. Khi thành phần này đi vào cơ thể, nó được chuyển hóa thành axit uric và được thận chuyển hóa ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên nếu bà con tiêu thụ một lượng lớn các cơ quan nội tạng trong một thời gian quá dài thì giá trị axit uric cũng sẽ vượt quá giới hạn sự trao đổi chất của thận, có thể gây tăng axit uric trong máu. Khi nồng độ axit uric trong máu tiếp tục tăng, thời gian dài thì một lượng lớn axit uric sẽ kết tủa thành các tinh thể urate và tích tụ trong khớp và thận. Từ đó có thể gây ra các vấn đề như tổn thương nhu mô thận và phát triển bệnh gút. Do đó mà cách tốt nhất thì chúng ta nên hạn chế những món ăn được chế biến từ nội tạng gà hoặc là bỏ hẳn bộ phận này đi mỗi khi bà con chế biến. Ngoài ra thì gan gà cũng là một bộ phận nội tạng mà bà con không nên ăn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, hàm lượng cholesterol trong nội tạng gà rất cao, đây cũng là bộ phận dễ nhiễm ký sinh trùng, vi khuẩn và virus gây bệnh. Do đó mà gan gà vừa là bộ phận có nhiều dinh dưỡng,
đồng thời cũng là nơi chứa mầm bệnh tật tích lũy rất nhiều kim loại nặng. Vì vậy mà phụ nữ đang cho con bú, trẻ nhỏ hoặc là người có cơ địa nhạy cảm thì không nên ăn nội tạng của gà. Bên cạnh đó thì thịt gà có tính nóng cũng không phù hợp với người bệnh cam hay là trúng gió. Người dị ứng, cao huyết áp, có sẹo lồi, người bệnh thủy đậu cũng cần thận trọng khi tiêu thụ loại thịt này. Bên cạnh đó thì không ít bà con còn mắc phải những sai lầm nghiêm trọng khi chế biến thịt gà, khiến chúng bị biến chất và trở thành những độc tố gây hại cho sức khỏe. Đó là để thịt gà giã đông ở nhiệt độ phòng. Đa số người Việt có thói quen giã đông thực phẩm ở nhiệt độ phòng bằng cách để chúng trong bồn rửa bát từ sáng sớm. Đến trưa thì làm sạch và chế biến ngay. Tuy nhiên thì cách giã đông này ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe. Ở nhiệt độ phòng thì vi khuẩn sẽ dễ dàng sinh sôi, thậm chí có thể bắt đầu nhân đôi chỉ sau 20 phút. Sau nhiều giờ đồng hồ, miếng thịt gà sẽ trở thành ổ chứa vi khuẩn Salmonella, gây độc và tiêu chảy. Tốt nhất thì bà con nên giã đông bằng cách cho thịt gà từ ngăn đá sang ngăn mát trước bữa ăn khoảng vài tiếng. Thứ hai là bảo quản thịt gà không đúng cách. Bà con liệu có chắc chắn rằng việc để thịt gà đúng chỗ trong tủ lạnh hay chưa? Nước thịt gà có thể bị rò rỉ, chảy ra bên ngoài nếu bà con để không đúng vị trí và chứa trong các vật dụng không đúng cách. Lời khuyên đưa ra là bà con nên đặt thịt gà vào một chiếc đĩa vừa phải hoặc đựng trong một hộp nhựa có nắp đậy để bảo quản và từ đó thì mùi hôi không ám vào tủ lạnh. Trong quá trình chế biến và nấu nướng thịt gà không đúng cách cũng sẽ vô tình biến thịt gà thành thuốc độc gây hại cho cả gia đình. Thông thường thì mọi người hay ướp thịt gà với nước ướp thịt như là giấm, muối, dầu hay là các gia vị khác trước khi mà nấu nướng. Tuy nhiên thì các chuyên gia khuyến cáo bà con không nên sử dụng các loại nước ướp da thịt còn dư sau khi đã tiếp xúc với thịt sống. Bà con nên ướp thịt gà trong một túi zip rồi đặt vào trong ngăn mát tủ lạnh. Như vậy thì sẽ thấm vào đậm đà hơn mà không phải lo lắng về việc bị vi khuẩn sinh sôi. Ngoài ra thì nhiều bà con còn nấu thịt gà với các thực phẩm đại kỵ. Trong nấu ăn có nhiều loại thực phẩm không nên được kết hợp với nhau, nhất là không nên kết hợp với thịt gà. Thực phẩm này mặc dù bổ dưỡng nhưng nếu kết hợp sai cách vẫn gây hại cho sức khỏe. Bà con cần biết rằng trong quá trình hấp thụ và chuyển hóa các hóa chất trong thức ăn tương tác với nhau rất phức tạp. Một trong số các loại thực phẩm không nên kết hợp với thịt gà bao gồm rau kinh giới, thịt chó, tỏi, rau cải, hành sống, tôm, cá chép, muối vừng, muối mè và rau thơm. Bà con thân mến, thịt gà là một món ăn bổ dưỡng, giá thành phải chăng lại chế biến được nhiều món ngon và hấp dẫn. Do vậy khi mua thịt gà, bà con nên lựa chọn những con gà còn sống, sức khỏe tốt để chuẩn bị cho bữa ăn cho cả nhà mình. Bên cạnh đó thì nên chế biến thật kỹ, tránh ăn tái, chưa chín để đảm bảo sức khỏe. Nên tránh mua những con gà có mào tái hoặc là tím bầm, ủ rũ, mỏ chảy nước dãi, sờ vào diều thấy căng cứng, mắt lờ đờ, cánh sệ, dáng vẻ mệt mỏi, đầu lúc nào cũng trúc xuống dưới. Da của những con gà này thường nhăn nheo, thân gầy gò, ức trơ xương, lông sơ xác, chân lạnh, khô, đó là những dấu hiệu của gà bị bệnh. Nếu mua gà đã mổ sẵn thì cần chú ý là da gà ta vàng nhạt và chỉ vàng sậm ở một số chỗ như là ức, cánh, lưng, trong khi gà siêu trứng lại trắng hoặc là vàng toàn thân. Thậm chí có thể là do nhuộm thuốc màu độc hại và bà con tuyệt đối không được mua những con gà này. Hy vọng rằng bà con sẽ có thêm những thông tin về lợi ích cũng như những sai lầm cần tránh khi chế biến thịt gà để đảm bảo dinh dưỡng và sức khỏe cho cả gia đình mình bà con nhé. An tâm sống khỏe cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình.